I have a pen. I have apple. Boom, Apple Pen. Còn các bạn muốn có robot thì sao? Thì truy cập vào shop kingdrop.com. Đó, thì các bạn chỉ cần ghi chữ kingdrop.com rồi ra ha. Thì shop cực kỳ có giá rẻ, uy tín và chất lượng cho các bạn luôn. Hãy ủng hộ shop giúp mình nhé. Và top có những phần thưởng như là top nạp nào đó, các bạn sẽ có những phần thưởng giá trị nếu các bạn đu top mỗi tháng luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Nhớ ủng hộ shop nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Nidai và hôm nay mình sẽ tiếp tục với tựa game Thái Lan này nha các bạn. Thì lần này thì mình sẽ tiếp tục đi mua những item gọi là mới mẻ trong tựa game này nha các bạn. Đó, nếu mà kiểu xui quá thì mình sẽ đi random. Đây thì trong này sẽ có một cái chỗ random nữa các bạn không? Đó. Ôi, đó, cái chỗ random thì các bạn có thể random một đống gọi là một đống đồ ở trong á, có tất cả, như là mình nghĩ là tôi có tất cả ở trong luôn á. Nhưng mà kiểu random thì khó hơn là các bạn để tiền các bạn đi mua luôn cho dễ các bạn, kiểu vậy. Rồi ha. Thì bây giờ là mình sẽ đầu tiên là mình sẽ đi mua hình từ. Tại vì có một vài hòn đảo mình chưa có đi hết đấy các bạn. Đó, để mình coi mình còn cái đảo nào mình chưa có gọi là mua được đồ hay không á, kiểu vậy. Giờ mình đi nha. Đây. Đó thấy không? Đó. Cái đảo bên này nữa bạn, cái đảo này là như là mình chưa có để không để ý luôn mà, kiểu mình không để ý và mình không biết là có cái đảo này luôn á, kiểu vậy. Đó, bây giờ mình qua đây coi thử cái đảo này là cái gì vậy. Thấy không? Đó, cái đảo này là cái gì đây? Ê, quên. Ê, quên dừng cái tiền lại. Vĩnh biệt thuyền. Đây, thì ủa cái này cái gì vậy? Ủa cái này trái quỷ hả? Đúng không? Cái này là trái da mi đắc mà đúng không? Đúng không các bạn? Nè. Cái này giấy da mi đắt nè. Còn cái này cái Yoru bình thường nè. Ủa? Còn Yoru này Yoru gì vậy? Sao nhiều lại Yoru vậy? Ủa mua không được nữa bạn. Không được nè. Không được luôn. Sao kỳ ta. Mình không mua được cái nào ở trong này luôn á ta. Kiểu cái chỗ fail vậy các bạn, là một là một kiểu là mình không đủ tiền á. Đó, một là mình không đủ tiền. Hai là kiểu không có bán á bạn, không có bán cho mình mua á. Kiểu vậy. Chứ mình cũng cái đảo đó là cái đảo lạ nhất mình từng thấy các bạn. Cái gì đó, cái đó cái đảo lạ mà mình thấy các bạn, nên mình không có biết nữa, kiểu vậy. Rồi mình nghĩ là mình đi qua chỗ hải quân đi ha. Hải quân hôm bữa là mình chưa có tìm hiểu hết hay sao á. Từ chỗ này bán cái gì đây, từ sao cái tiếng Roblox to ha, tiếng Roblox nhảy. Trời tính á, trời mình giảm còn 15 mà còn to. Mà trong này đã các bạn, chứ bạn chỉ cần đó, các bạn chỉ cần để bấm đi thôi là thuyền tự đi à. Các bạn tát ra ngoài hay gì là thuyền cũng tự đi à, không cần phải gọi là bấm nút chat hay là bật cái này nữa bạn, cho thuyền tự chạy như mấy từ game khác các bạn. Kiểu này là các bạn chỉ cần bấm là tự đi liền. Thôi từ đâu đây, đâu từ từ để mình đi tìm nha. Có bán cái gì ở đây không ta? À có nè bạn, có nè cái gì đây, bóp seller, bóp này bán gì vậy? Đó thấy không? Đó, mình kiểu mình đủ tiền là mình sẽ mua được các bạn. Ui cái này mắc vậy. Nói chung là mình là từ đây số 3 đó các bạn, 3 mấy ngàn tỷ hay bao nhiêu đó. Mà mình mua phát còn 2 nè, 2 chấm đó các bạn. Là một cái này tới 1 chấm mấy luôn á. Ôi, đẹp vậy. Thử ơi. Hả? Đây là Yoru bình thường hả? What? Trời ơi, cái gì mà sao đẩy con này đẩy ảo à. Yoru bình thường các bạn ơi. Trời mạnh nha. Ôi. Từ, hình như có sai. Cái Yoru V2 không mạnh bằng cái Yoru thường này hả ta? Phải không? Hình như cái Yoru V2 bữa mình cho bạn coi á, mình cho bạn coi nó lấp lánh đẹp đúng không? Nhưng mà hình như là đánh con boss này không mất máu nè. Đó, còn mình thử cái Yoru này nha. Trời, cái Yoru này một hit luôn. Ôi. Ôi, hèn chi mình hiểu sao mắc rồi bạn ơi, mình hiểu sao mắc tiền rồi. Cái Yoru này còn mạnh hơn cái phải không? Để trên vai là thấy ngầu rồi đúng không? Còn mấy cái Yoru khác là mình sẽ cầm ngang các bạn, cầm cho xéo qua á. Cầm cái tướng mà xéo qua bạn đúng không? Đó, còn cái Yoru này là mình để trên vai này đó. Bạn nhìn ngầu ha. Ui. Cái Yoru này đúng kiệt. Yoru V1 mạnh hơn cả V2 nữa. Xạo thật sự. Đó phải không? Cái Yoru này không có V ha. Chứ không có lấp lánh gì hết nè. Đó là Yoru V1 chuẩn nha. Mình không nói sai nha. Đâu giờ mình qua coi thử Yoru V2 nha. Mình sẽ không xài nha bạn, mất công. Cái cây này mắc vải luôn á. Mình xài vô cái là tan mình luôn á, mất tiền á bạn, kiểu vậy. Đây giờ mình qua đảo băng nha. Đó, qua đảo tuyết nè. Mình như Yoru V2 bên này nữa bạn. Còn cái đảo bên kia hôm bữa anh qua thử rồi. Bán hình như cũng Yoru á bạn.
đó, nhưng mà mua không được, giống như cái đảo bên này đó mày, nhưng mình mua không được cái nào luôn á, kiểu vậy. Rồi lên lên lên, nhiêu cây Yoru đâu đây nữa mày, đây 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 đây, không này sang tóc đỏ, tóc đỏ cũng yếu luôn, hình như Yoru bán kế Mochi á, V2 bán kế Mochi đâu đâu đây nè, đúng không ta? Cái gì vậy, cái gì vậy? Ủa ủa, rồi 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 rồi, Katakuri đâu? Ủa ủa, các bạn nhớ chưa, mình bật mát rồi nha, bật mát rồi nha, mình nhớ chỗ này là sẽ có Katakuri này bán đúng không ta? Ủa còn đó mày, ủa Katakuri dùng thuật tàng hình rồi, ẩn thân chi thuật rồi, vãi thật sự đó đây bạn, không nè đó, đắc level V2 nè, Yoru V2 nè, còn mạnh không bằng cái Yoru bình thường này luôn á, thật sự ảo thật đấy, không thể tin được kiểu vậy. Rồi vậy là cái Yoru này là mình mua ngon nha bạn, mạnh mạnh hơn cái Yoru V2 kia luôn. Rồi bây giờ sẽ về qua chỗ hải quân đi nha, mình qua chỗ hải quân coi coi bên hải quân mình còn cái chỗ nào thiếu mình chưa mua được hay không, tại vì có mấy đảo hôm bữa mình đã mình trước đó là mình review cho bạn coi lâu rồi đó, còn có mấy đảo mình chưa có đi hết thôi á, kiểu mình thấy cái nào lạ là mình mua trước cho bạn coi liền á, chưa có tìm hiểu hết đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua hải quân ha, đó mình thả tay ra là tự chạy bạn, đỡ thật sự, trong này ngon là vậy. Rồi đây hải quân, trời, kinh nghiệm nó cứ ten 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 hoài khó chịu nha. Đây đây đây, như đây cũng là Yoru nữa bạn nè, đúng không, này là gì đây, cái này cũng là Yoru bạn, nhưng mà Yoru dởm á, không có xịn bằng Yoru này, Yoru này ghét dai là nhìn ngầu hơn nhiều luôn. Trong này là mình nhớ có bán bố già này rồi, bố già cũng dục thuật tàng hình luôn, bố già cũng dục thuật tàng hình luôn, quá chơi thuật luôn, ai cũng chơi thuật hết. Blue Duck Lair đó bạn, đó cái cây mới bình thường các bạn mua mấy cây sẽ như vậy nè, kiểu lấp lánh lên vậy nè đó. Còn cái gì nữa không ta, đây là boss nè bạn, boss như sau này là bán cái của Kaneki các bạn đó, Tokyo Go á, trời tôi Kaneki mất đầu rồi, Kaneki mất đầu rồi. Trời ơi ai da, sao kỳ vậy, cái này khi mà bắt đầu luôn ghê vậy. Hơi kinh dị nha, hơi kinh dị nha. Dưới đây là bán trái Gomu nữa mày, đó Gomu thức tỉnh á, dưới đây là bán cây Yoru tím, cũng không có gì xung quanh đấy mày. Ơ cái gì ơi, ê được 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 được, trời ơi cái gì trong này nè, 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 ôi ôi vãi, một phát không bung không dịch chuyển nha bạn, nhảy thẳng vô trong nhà luôn. Ôi giờ sao ra ta, thấy thấy rồi, thấy rồi, thấy cái gì xong rồi. Ừ ra ra ra, để mình xa ra, giờ sao ta, thôi xong rủi giờ mới đi lại nữa. Rồi thì hiện tại là mình đã quay trở lại nha bạn, tiếp tục lại nè, và cái thuyền trong này thiền không có máu ấy nha, mình sẽ đánh bể cái thiền đi chứ, nhìn cái thiền nhìn đờ đất ơi chán thật sự, nhìn cái thiền các bạn ơi vãi thật sự. Rồi mình coi xung quanh đây có mấy, ô cái gì kia, cái gì kia, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây, một nhân vật quen quen phải không ta? Ồ, nhân vật quen quen không ai khác, thầy Gozo bạn ơi, thầy Gozo đâu đây vậy, đi lạc hả thầy? Trời ơi thầy này hơi bị đỉnh đó nha, mặc dù hơi chôn chôn thành viên thôi đó. Nào để coi thầy Gozo bán cái gì cho mình đây, Max à, vậy là các bạn muốn có sức mạnh mấy bạn không cần học đâu, dễ lắm bạn ơi, không cần phải gọi là luyện tập các kiểu chi cho mệt mỏi môn, các bạn chỉ cần cái gì, chỉ cần một cái bịt mắt thôi, phải chưa, đó không cần có gì hết, chỉ cần bịt mắt một cái các bạn sẽ trở thành sức mạnh kinh khủng luôn đó, phải chưa. Ôi cái gì, ủa vậy không có chiêu à, ủa không có chiêu bạn ơi, không sử dụng chiêu được gì luôn. Ủa rồi này làm gì vậy, ủa lính không được gì luôn, rồi sao mình đứng cái tướng này hoài vậy, ủa đi bằng cái tướng này luôn. What? What game? Cái gì? Ờ cái gì đây nè? Ăn cái gì vậy? Robin Katana. Robin Katana. Robin Katana. Có nên mua không chạy? Robin Katana này là gì vậy? Mình không biết nên mua không mấy bạn ơi.
mình sợ cái Yoru này quá, cái Yoru này mà mắc tiền lắm luôn á, kiểu cái Yoru này như là một 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 phẩy mấy luôn mày, mắc lắm á, một mấy nghìn tỷ á, ngầu nữa. Không mà sợ kể bạn xài đại ha, nhồng vô luôn cho bạn coi. Ui cái này đẹp nha, ui cái này quánh còn thấy nè. Ủa sao cái thầy cô vô quánh không thấy gì vậy, hay là lắc ta, từ từ để mình reset lại lần nữa nha. Trời, chơi game này auto reset luôn mày, reset miết luôn á, kiểu vậy bừa bãi. Đây thầy cô vô nha, không quánh được luôn. Ui ô cái này cầm khác các bạn, không phải cầm kiểu kia đâu, cái này cầm vậy nè, ngầu vãi luôn á. Ôi bao nhiêu nè, một cái để đây, một cái chỉ ra nhìn ngầu phết đó chứ đúng không. Ui từ từ mình thử đam cái này nha, mà sao cái tướng mình đi bị cái gì các bạn ơi, mình xài thầy cô vô xong là kiểu mình bị lắc luôn hay sao á, đúng là sức mạnh của thầy thiệt mạnh thật sự. Đâu mình thử quẹt con quái này nha, đầu quẹt quẹt không trúng luôn. Cũng một hit nha bạn, kiểu nói chung là mấy cây nào mà chỉ cần một một hit toàn boss là mạnh liền nhá bạn, là mạnh liền luôn, không cần nói nhiều luôn. Rồi mình sẽ thử cái cục này của thầy cô vô nhé bạn, cái cục này trong phim người ta chưởng ra mà sao mà tiện cầm trên tay những cục mắc cười quá, cũng một hết luôn. Ok được, ô rớt cục này, rớt cục này, lum lum đất ơi là trời, giỡn rồi, mình xài katana bình thường đó bạn, katana bình thường chắc cũng tiêu diệt được đúng không. Quánh không mất máu, quánh không mất máu luôn á, vãi thiệt. Quánh quánh không được, quánh không được katana này. Ôi giỡn, ôi một hít nữa bạn, ôi đùa với katana bình thường này. Kiếm gỗ nè, kiếm gỗ cũng quánh boss được. Ai da mày còn ba rồi thôi, chứ mình nghĩ là kết thúc clip tại đây nhé bạn. Bự quá bự thôi, dẹp kiểu đúng tấu hài luôn bạn ơi. Ồ trái Venom nè, ho được rồi, đủ rồi. Quánh không thấy gì là đi, cứ đi rồi lắc luôn rồi bạn không, rồi mình lắc luôn cái tướng đó luôn á, đó phải không? Thì mình chỉ sử dụng kiếm là mình cứ đó, vai thật sự. Rồi thôi, chúc mình nghĩ là mình kết thúc clip tại đây được rồi nhé mày. Thì các bạn đã thấy hay nhớ mong mình xin một like một subscribe của mình ha, để mình sớm lấy được các bạn nhanh nhất có thể nha bạn, và mình quay vlog cho bạn coi ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì bye bye.